Và vọng xin được kính chào tất cả các bác. Hôm nay em sẽ dành một video giới thiệu về một chiếc đồng hồ cổ của người Đức. Và đây là một chiếc đồng hồ số nổi, thùng dài, hoa văn chạm trổ của người Đức. Đây là một thương hiệu mà nhắc tới bác nào cũng có thể đã sưu tầm hoặc là nghe tới. Và tất nhiên rồi, những chiếc đồng hồ của Đức thì số lượng rất là ít so với những chiếc đồng hồ của người Pháp, đúng không ạ? Đây là một chiếc đồng hồ Kennizer, thùng dài của người Đức. Các bác sẽ thấy chúng ta sẽ có một mẫu thiết kế thùng dài, nó tựa như một chiếc Odo 36 của người Pháp, đúng không ạ? Với một kích thước chiều dài như em vừa đo từ phần trên đỉnh thùng này đi xuống bên dưới là 68 cm, và cái phần rộng nhất của chiếc đồng hồ là 35 cm. Thùng dài, mặt số bát giác đứng với cái bộ mặt số nổi ở bên trong, và những cái đường nét hoa văn được chạm trổ trực tiếp trên nền cánh thùng. Đây, ở phần bên trên thì chúng ta sẽ có hai chùm hoa được thiết kế nối liền nhau hai bên, đối xứng nhau này, với những đường hoa dây kéo dài xuống bên dưới, nó gọi là tầm trung giữa của phần đồng hồ. Và tất nhiên rồi, bên dưới cùng thì chúng ta sẽ có thêm một số bông hoa lá cành được tô điểm thêm để làm nên cái vẻ đẹp cân đối cho ngoại hình của chiếc đồng hồ của chúng ta. Một phần gỗ nu được thiết kế đối xứng nhau, phần trên thiết kế xếp chồng và phần dưới của đáy của chiếc đồng hồ cũng thiết kế xếp chồng các bác ạ. Một phần kính khá là rộng để kết hợp với phần quả nắc ở bên trong. Em xin được đi vào bên trong. Đây là bên trong của một chiếc đồng hồ Kennizer các bác nhé. Cái chiếc Kennizer này sẽ chơi trên bộ gông đồng, và đây là cái bộ mặt số nổi chân cài kim loại các bác ạ. Bộ kim thì đặc trưng rồi đúng không các bác? Nên bên trên các bác sẽ thấy chúng ta sẽ có một cái bộ gông đồng đi ạ. Đây là cái bộ gông đồng của thương hiệu Kennizer. 8 gông 8 búa với cái bộ máy vách đồng đây ạ. Nguyên bản bộ máy này đây em đảm bảo với các bác là nguyên bản các bác nha. Và đã căn chỉnh để có thể chạy chính xác và chơi lên cái bản nhạc Westminster 15 phút điểm nhạc một lần. Và bây giờ em xin được thử qua âm thanh của chiếc đồng hồ Kennizer này để các bác cùng em được thưởng âm. Cái bộ gông đồng lúc nào nó cũng cho các bác cái âm thanh bản nhạc quét với cái độ trầm và độ ấm rất là cao, đúng không các bác? Và chiếc đồng hồ Kennizer này đã thể hiện được cái bản quét để các bác có thể là thưởng thức âm thanh và chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngoại hình của một chiếc đồng hồ cổ của người Đức. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của bên đồng hồ Vang Vọng.